có nhu cầu về máy bơm nước, máy bơm inox, máy bơm chim bãi nhật, máy bơm hòa tín, máy bơm giếng khoan, ao hồ tưới bét ha, thì alo cho mình ha, thì mình sẽ tư vấn cũng như báo giá cho mọi người nha mọi người. Thì mình sản xuất máy bơm nước. Này là bơm chim mà chuyên về hút nước thải và bioga ha. Bên cơ sở bên công ty mình làm thì công suất nó là có một ngửa ra ống 60, một giờ bơm được 20 khối, có điện một pha 33 pha, và công suất là hai ngửa ra 90, ba ngửa cũng ra 90 luôn ha, nhưng mà ba ngửa ra 90 nó sẽ lưu lượng nước sẽ mạnh hơn, còn hai ngửa thì ra 90 một giờ nó bơm được khoảng 45 đến 55 khối, còn con ba ngửa thì nó bơm được 60 đến 65 khối ha. Thì tùy theo cái ống to ống nhỏ, hoặc là mọi người đẩy xa hay đẩy gần, đẩy cao thôi ha mọi người. Thì bao gồm có một pha và ba pha ha, mọi người xài một pha thì mình làm một pha, mọi người có điện ba pha thì xài ba pha sẽ ok hơn ha. Thì cái nắp nó trên là bằng gang ha, còn cái chân ở dưới là bằng nhựa, bằng gang dày nhá. Thì cánh là cánh ba lá, cánh gang ba lá ha mọi người, chuyên hút về nước thải này, bioga này, bùn rác ao hồ sông ruộng ha. Thì tất cả mọi cái lá cây hoặc là rác đồ nó sẽ cuốn đi hết nhá, nó cuốn đi hết, tại vì bơm này rất là mạnh nha mọi người. Tất cả đều bằng dây đồng 100%, bảo hành 12 tháng. Máy bơm này là máy bơm bên cơ sở bên công ty mình làm ha mọi người, rất là uy tín, chế độ bảo hành lâu dài ha, phụ kiện với phụ tùng thay thế thì rất là đơn giản, ở trên thị trường chỗ nào cũng có bán hết. Phốt 19-16, bậc đàn 6203-6204 ha, còn dây điện và tất cả các phụ kiện, ví dụ như cái nắp này bị bể này kia thì mình vẫn có bán ha, rất là nhiều nha mọi người. Cái này thì đơn giản rồi, với lại cái nắp nó bằng gang này thì nó chẳng bao giờ nó hư đâu ha, nên mọi người yên tâm xài nhé. Mình xài gia đình hoặc là công ty, hoặc là bơm ao tôm này, ao ruộng, hoặc là bơm đìa đầm ha. Nếu mọi người xài ít thì xài có một ngửa thôi, còn mọi người mà muốn xài nhanh hơn, mạnh hơn, khoảng 50-60 khối một giờ thì mọi người xài còn hai ngửa hoặc là ba ngửa ha. Đó, chỗ nào đâu có điện mạnh á thì mọi người xài ba ngửa ha, còn điện vừa thì xài một hai ngửa nha mọi người. Ba ngửa với hai ngửa đều ra 90 hết nhé ha. Con này hai ngửa này ra 90, con này ba ngửa cũng ra 90 ha, 90, nhưng mà cái lượng nước nó ra sẽ mạnh hơn đó mọi người. Con này một ngửa với hai ngửa với ba ngửa ha, thì nó nếu mà đẩy cao thì nó đẩy ra được khoảng 5 mét ha, tại vì nó là lưu lượng mà bơm bùn mà, mọi người đẩy băng mà, tại vì nó lưu lượng mà, lưu lượng hút nước thải bioga mà, nó thì chỉ cần đẩy như vậy thôi. Còn đẩy xa hơn nữa thì mọi người phải xài áp ha, áp là hút nước sạch nha mọi người, để cân áp. Thì mình làm thì dây nguồn thì mình làm dây sẵn, dây này ha, dây đúc này 5 mét ha, dây mình làm là 5 mét, sẵn 5 mét. Còn mọi người có muốn dây dài hơn á thì mình sẽ xài bằng cái dây điện ha, dây điện mua ngoài tiệm điện nha mọi người. Đó, thì 20 mét, 30 mét hay là 100 mét cũng được nhá, nhưng mình sẽ tính tiền. Ví dụ cái máy này là hiện tại là 5 mét đúng không, thì mọi người muốn xài 20 mét thì mình sẽ trừ ra là mình sẽ làm cho mọi người cuộn dây 20 mét. Đó, còn lại 15 mét thì mọi người sẽ tính tiền, thì tùy theo cái công suất máy. Ví dụ một ngửa là 1 mét 17.000, còn hai ngửa ba ngửa thì một mét có thể là 22-25.000 ha. Còn cống cản thì mình không lấy, mình làm dùng ha, mình đầu tư trong này đầu ra luôn, đầu tư trong cái máy này đầu ra cho mọi người luôn ha. Nhưng mà mình nói nếu mà mọi người lấy cái dây nguồn 5 mét này của mình thì mình có sẵn ha, dây đúc này. Còn nếu mà mọi người muốn lấy dây dài hơn 15-20 mét, cả 100 mét thì mình sẽ xài bằng dây điện nha, dây điện mua ngoài tiệm điện ha. Là mình sẽ xài loại dây này nè, mình dịch cho mọi người xem ha. Đây, ví dụ như dây này ha, dây này đó, thì nó sẽ không có ổ cắm nha mọi người, có thể có một cái đó, không có một cái ổ cắm đúc nhá, tại vì dây này dây nối mà, nhưng mà mình nối từ trong ra ngoài luôn ha mọi người, nối như vậy ha, nối này từ trong máy ra luôn ha, thay thế bằng cái cuộn dây này, cuộn dây 5 mét này ha, đó, dây 5 mét, dây này, dây mình mua dây này hiện tại đúc là dây 5 mét ha, nguồn 5 mét. Còn mọi người dây dài hơn bắt buộc mọi người phải sẽ không có ổ cắm nhé, không có phít cắm, thì mọi người về mọi người cắm, mua phít cắm, hoặc là mọi người xài CB thì là tốt nhất ha. Nói chung máy bơm ấy, mình xài CB là ok nhất, cầu dao. Còn xài ổ cắm thì nó vẫn nhiều khi hay bị nẹt lửa nhé mọi người. Đây, cái này đây, nó là xài như vậy ha. Con này là một ngựa này, cánh bơm là ba, cánh bơm bằng gang này, ba lá ha, rất dày nhé. Này hút nước thải với bioga là rất là mạnh nha mọi người.
tất rác này, rồi sỏi đá là nó cuốn đi hết á, nó không chừa là cái gì luôn đó nha mọi người. Đó thì mọi người mua con mâm này về xài một vài năm, có nhiều con xài mà mọi người khi mà hết nước á, mọi người cố gắng tắt hoặc là canh làm sao đừng để cho nó cạn nước quá, hoặc là chạy cả ngày mà hết nước rồi mọi người. Còn con máy bơm mình á, thì mình bảo hành 12 tháng mình ship toàn quốc nhé. Cái máy bơm này nó bằng gang này, nó hơi nặng á, cái vỏ thì bằng inox á, vỏ bằng inox, còn cái đầu trên này, đầu trên này và cái chân này là bằng gang nên nó hơi nặng ha. Tiền phí ship nó cao thì nó hơi nặng một chút xíu. Nó như con mà con một ngựa này thì nó nặng tầm khoảng 15-16 kg ha. Còn con hai ngựa này thì nó nặng tầm khoảng 22 kg ha. Còn con ba ngựa thì nó nặng tầm khoảng 25 kg nha mọi người, 25-26 kg ha. Tại vì cái cuộn dây nó nhiều và cái xác nó to ha. Nhưng mà 15-16 kg đến 20-25-26 kg thì mọi người xách cũng bình thường thôi ha. Mình xách cũng bình thường thôi này. Nhẹ nha ha. Này. Thì ở trong bơm này, trong bơm là mình đổ dầu nhé, trong đó mình quấn bằng dây đồng 100%, dây đôi, dây lớn nhé. Rồi là K3 thì nằm trên đây ha, cái cục K3 khởi động thì nằm ở trên này đó. Còn trong cái máy nó có dầu nha mọi người, trong cái máy là có dầu, mình đổ dầu để làm mát ha. Nó vừa làm mát dầu ở phía trong cuộn dây, rồi nó vừa làm mát nước ở ngoài nha mọi người, nên nó xài rất là bền nhé. Giá thì đảm bảo giá rẻ ha mọi người, so với những con máy như vậy nữa ha, mà máy bơm chìm bãi Nhật hoặc là con chìm bơm chìm Trung Quốc hoặc là bơm chìm nhập khẩu thì giá nó 1 HP này như bơm Trung Quốc á, để mà xài ok thì giá nó cũng trên 2 triệu rồi ha. Còn bơm nhập khẩu như Ý, Đức thì nó là phải 90 triệu nha mọi người. Chỉ có bơm Trung Quốc thì nó rẻ, nhưng mà xài thì nó xài cuộn dây thì nó xài bằng nhôm ha, với lại xài cũng bền. Thứ nhất nữa, thứ hai nữa là xài khi làm hư là mọi người sửa không được nhé, rất là khó sửa. Thứ nhất là quấn lại không được này, thứ hai là sửa chữa không có phụ kiện để mà thay thế ha mọi người, tại vì bơm Trung Quốc mà nó nhập khẩu về theo từng lô như vậy á, mọi người mua về rồi xài hư thì sửa không được, kể cả đưa ra thờ thuyền á cũng không có đồ để thay thế ha mọi người. Còn bơm bên Việt Nam, bên cơ sở mình làm á, thì mình sản xuất tại Việt Nam ha, thì tất cả cái này phụ kiện nắp hoặc là chân đồ cánh đồ là có hết nha mọi người, ở Việt Nam mình mua là có hết á. Còn mọi người cần thì gọi cho mình sẽ gửi lại cho mọi người nhé, mình lúc nào cũng có hết á. Tốt nhất là mọi người xài bơm Việt Nam mình cũng ok lắm. Đó, mình giảm bảo hành cho mọi người là 12 tháng. Đó, giá thì giá rẻ ha. Hút nước thải này ha, cánh ba lá, cánh gang ha. Dây nguồn 5 m, dây một điện một pha. Không ra là 90, không ra là 60 ha. Với ba ngựa. Đó, giá nó sẽ cao hơn. Nói chung là mọi người mua lẻ thì giá nó sẽ khác ha. Còn mua sỉ 5 con, 10 con, 20 con về bán thờ thuyền thì giá nó sẽ khác hơn. Tại vì thờ thuyền với cửa hàng á, mua thì mua số lượng nhiều nha mọi người, tiết kiệm được tiền vận chuyển này, rồi tiền phí, rồi tất cả mọi thứ nhé. Còn mọi người có muốn mua lẻ một con về, hai con về xài thì mọi người cũng mình cũng bán giá rẻ cho mọi người, nói chung giá tại xưởng sản xuất nha mọi người, nên mọi người yên tâm. Còn về chất lượng thì mình dám bảo hành cho mọi người 12 tháng là mọi người biết rồi ha, không cần phải bàn cãi đúng không. Dây đồng là 100%, dây nguồn là dây nguồn 5 m, điện bao gồm có điện một pha và ba pha ha. Người có một pha thì xài một pha, ba pha thì xài ba pha ha. Quan trọng là cái chất lượng và quan trọng là cái uy tín. Ví dụ mọi người sau này xài 5, 3, 5, 10 năm cho mọi người hư hỏng á, mọi người có sửa chữa thì cũng dễ nhá, thờ nào cũng sửa được hết á. Chỉ cần ví dụ có hư K3, hư đề thì vặn mấy ốc này ra này, 1, 2, 3, 4 ha, dỡ này lên và thay cục K3 trong này ha. Còn thay dây này, thay dây thì mở nào hai ốc này ra và thay cuộn dây này vào ha, nó đơn giản thôi. Còn quấn lại á, thì quấn lại bằng cuộn dây này ha, thì tháo này ra, lấy này ra là quấn lại ha. Đó, vậy thôi, có gì hết, rất đơn giản. Còn cái nắp bằng gang á, thì mình nghĩ là xài chả bao giờ nó hư đâu, nó dày lắm nha mọi người. Đó, thì mọi người có nhu cầu á, thì alo cho mình nha, số điện thoại là 0906 329 728 nha, mình là ship toàn quốc nha. Bơm này là bơm chuyên dùng hút nước thải bioga ao hồ lưu lượng nha, sông ruộng nha mọi người, rất mạnh nha, bao mạnh luôn nha mọi người. Rồi, mọi người có cần thì alo cho mình.
Số điện thoại và Zalo là mình 0906329728 nha. Vào Zalo mình sẽ báo giá rẻ cho mọi người ha mọi người. Cũng như là chi tiết tư vấn cho mọi người một cái máy bơm cho nó phù hợp nha. Giá tiền rẻ mà xài chất lượng cao nha mọi người. Rồi cảm ơn mọi người rất nhiều. Mọi người xem video cảm thấy hay thì cho mình một đăng ký, một chia sẻ hoặc là một ý kiến đóng góp để mình trả lời cho mọi người hoặc là tư vấn cho mọi người nha mọi người.